mô Di A Di Đà Phật. Di Đà Phật tâm 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 đề ra tâm đức chư tôn tạo nên thế giới ba an tại cái này thì thế giới ba rồi cái thế giới thứ ba tôn được tăng cái cái này mà cái trong bên ngoài rồi với những chú rồi khi mà ta ta để chung chế chung tới cái ba và trong kia rồi nói tăng kia về đây là toàn là muốn ta toàn nói là trong cái kia mà không biết đâu thì tới là ngồi thì cả tu cả tu thì ta ta tâm tâm hôm nay tâm bị chết đau không được ta nó học niệm mà chỉ để cho mình chỉ mà như vậy như nhau ta tự để tâm tâm mà chỉ là cho phần niệm tại cho mà mang tâm tâm ra để điều thiết cho để cho một niệm à xin thế mà như thế này xin đặc biệt là thời vô ngày nắng nhưng nên ba cái